Cựu chiến binh Hai Giỏi là tên gọi mà người dân ở xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang dành riêng cho cựu chiến binh Cao Văn Hoàng. Hai Giỏi có nghĩa là giỏi làm kinh tế và giỏi giúp đỡ người khác. Hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchia, năm 1982, cựu chiến binh Cao Văn Hoàng xuất ngũ về địa phương sinh sống. Từ một công đất ruộng trồng hoa màu kết hợp chăn nuôi nhỏ lẻ, đến nay gia đình ông đã sở hữu hơn 2 hectare đất, trong đó ông dành 4.000 m2 đất trồng dưa mã lai, số còn lại xây trang trại nuôi lợn và gà ác, sinh sản bán trứng. Để sản xuất thành công, ông đã học hỏi, nghiên cứu kỹ thuật và áp dụng, nên công việc trồng trọt lẫn chăn nuôi của người cựu chiến binh này rất hiệu quả, cho tổng thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng mỗi năm. Cố gắng cần cù, lao động để vươn lên, để thoát được cái nghèo, thì chú làm, chú dành dụm cho đến nay. Thì chú cũng nuôi con ăn học cho cũng là đến nơi đến chốn hết. Mình đã trải qua cái khổ quá rồi, mà hồi đó điều ai cũng đều khổ. Nhưng mà chẳng qua mình làm ăn, mình cần cù làm được, thì mình cũng không có cái gì mà ngại ngùng cái chuyện để hỗ trợ giúp bà con. Bản chất của người lính bộ đội Cụ Hồ cộng với tấm lòng hào hiệp, lương thiện đã cho ông suy nghĩ đó và đi đến hành động thiết thực để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Quan điểm giúp người của cựu chiến binh Cao Văn Hoàng cũng rất đặc biệt, đó là cho con cá, đồng thời cũng phải cho chiếc cần câu. Nhờ vậy mà rất nhiều hội viên cựu chiến binh và người dân nghèo trong xã được ông Hoàng giúp đỡ về vốn, giống sản xuất và chia sẻ kinh nghiệm để chăn nuôi, trồng trọt, đạt hiệu quả cao. Trước đây thì làm ruộng thì cuộc sống kinh tế nó hơi khó khăn. Rồi trong cái hội viên hội cựu chiến binh ấp Phú Lợi C, nhờ đồng chí Hoàng, cũng vì cái đồng đội, vì cái tình nghĩa mà hỗ trợ giúp đỡ cho tôi con bò để tôi nuôi, rồi phát triển dần dần lên. Rồi trong lúc trồng dừa thì cũng được sự giúp đỡ về vấn đề kỹ thuật, bón phân, rồi thuốc, chăm sóc cây dừa mã lai, cũng nhờ được cái sự của đồng chí Hoàng giúp đỡ cho tôi. Hiện nay thì gia đình, vợ chồng tôi thì cuộc sống cũng sẽ khá thoải mái hơn trước nhiều. Năm 2020, xã Phú Kiết đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đó là kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính người dân. Ngoài vốn đầu tư của trung ương và địa phương, nhân dân xã Phú Kiết cũng có nhiều đóng góp to lớn về sức người, sức của. Trong đó nổi bật là cựu chiến binh Cao Văn Hoàng. Đồng chí Hoàng từ khi trở về cuộc sống đời thường thì luôn giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, luôn là một cái hội viên gương mẫu, đã được hội viên trong chi hội bình xét là nhiều năm liền là hội viên xuất sắc, tích cực tham gia cùng với địa phương, ví dụ như có những cái đóng góp xây dựng các công trình. Những tấm giấy khen, bằng khen này là sự ghi nhận nỗ lực làm giàu cho gia đình và xã hội của cựu chiến binh Cao Văn Hoàng. Thực tế hơn là trang trại của ông giờ đây còn là nơi để các hội viên cựu chiến binh và người dân trong xã, huyện đến để học tập, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế. Đó cũng là niềm vui của tuổi già khi ông thấy mình còn có ích, còn được đồng hành cùng chính quyền địa phương và những người đồng đội năm xưa, chung tay xây dựng gia đình, quê hương ngày càng phát triển.